nghĩa là lúc chúng ta sẽ đi tìm cái sợi dây của cái thang máy. Mình nhớ là còn một cửa, mình nhớ là còn một cửa sắt nữa mà mình chưa mở. Nó ở đâu nhỉ? Chỉ nhớ nghe hơi bị kém. Chắc là phải xuống tầng dưới thôi. Có mỗi bình máu, chẳng nhẽ lại dùng luôn. Cứ nhảy thế này thì mấy mạng chết. Thì check lại trên tầng 2 này xem. Không biết có phải cái cửa này ở đây không. Đây là phòng chúng ta sẽ xếp game. Mình sẽ xếp một file nữa. Không phải ở đây à? Ở đây là cái cửa ô đố. Mình nghĩ sẽ chạy sang bên kia. Cứ như là mình vừa đi một vòng trái đất vậy. Trời ơi, không biết cái cửa mà mình cần tìm nó ở đâu nữa. Nó ở đâu vậy? À, chúng ta sẽ phải 3F xích bay. F1 chúng ta có ở đây, chúng ta thấy cái xích bay đây rồi. Nhưng mà làm nào mình vào ta? À đúng rồi, chúng ta còn một cánh cửa chỗ control room. Vậy là chúng ta đã phải quay về tầng 3F. Đây sẽ là tầng 1. Chúng ta sẽ phải đi tầng trên. Các bạn nhớ cái chỗ mà laptop chúng ta bị hỏng có một cánh cửa mà mình không mở được. Đây chính là đoạn này. Ok, đúng rồi. Đó, không thể quên được cái hộp này nữa. Ôi trời ơi, thằng Ati quét coi các bạn. Mình nghĩ là nên dùng bình máu cho nó an toàn.
tránh đột tử. Quang cảnh rất là đẹp, con tàu bị chè làm đôi. Chúng ta sẽ tìm được cái gì đây? Không được cái gì cả. Một phòng giống như một văn phòng gì đấy. Ở đây các bạn có thể thấy là nó có một cái dây. What the fuck? Không biết là có cái gì. Ui, một con quái. Lại cái con nôn mửa các bạn ạ. Mình nghĩ là cho mày chết này. Tránh bị nôn mửa nhiều thì mình nghĩ là nên giết nó luôn. Come on beat. Come on, come here, come here. Đúng rồi. Đi ra đây này. May mà có quả remote bomb rất là khỏe. Giờ thì chúng ta sẽ lấy cái dây. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tìm lại những phần thiếu của cái thang máy Power Keep. Chúng ta có thêm một ít đồ. Vậy là đủ. Rất là nhiều axit để phá cửa. Lại một quả bom. Wow. Cửa này chúng ta không thể mở. Không biết là tại sao lại không thể mở. Không có đường tắt. Chúng ta sẽ quay lại. Lại cạch cạch rồi. Không biết là sẽ đụng độ cái gì đây. Công việc cuối cùng, sẽ lắp ráp lại cái thang máy này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ đi xuống tầng S2 để cứu anh chàng Ethan. Đây sẽ là S2. He's waiting. Không giọng nói quen thuộc. Còn cái quán đen đen này. Ngay này. Đừng đùa với thần rùa. Đấy là lời khuyên dành cho các bạn cao to đen hôi. Giờ mình được trang bị gọi là đến tận răng rồi nên là không sợ mấy anh này. Bom lúc nào cũng có trong người. Rất là nhiều đạn. Bom rất là nhiều. Đây nữa. Lại M9 gun 300 viên đạn. Mình có thể quẩy tung cả cái tàu này luôn. Rất là nhiều bom.
Chắc cầm bom thôi mình cũng đủ rồi. Qua được cái màn này. Làm quả bom là đỡ buồn các bạn. Tung người nè. Tung người nè. Quả bom này rất là bá. Mình hit chết luôn. What the f- Woo. Chết đi này. Ui. Mình... Ui. Ở đâu vậy trời? What the f- Cho mày ăn combo này. Cái gì nó vừa đánh mình vậy? Bỏ cánh. Quên mất. Mình hết mất máu. Mia chúng ta đang thở rất là dốc. À, chúng ta đã tìm thấy Ethan. À, đi kèm là Evelyn. Con bí Evelyn. Giải cứu anh hùng. Ethan. Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hey, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Knives, Marlies. Nor my boy Lucas. Or even Zoe here. Bố của Mia, Zoe. Girl Evelyn. She did this. What the hell is she? Now what is she doing? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly so. She just... She forces her way into your mind. Your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to. You're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You find her. Ethan. Free my family. Please. Có vẻ như là mọi chuyện bắt đầu là từ cô gái Evelyn. Cô nàng đã hãm hại hết tất cả gia đình của Mia, biến họ thành quái vật. Stay away from him. Why? He doesn't love you. Anh hùng yêu thân của chúng ta đang thức dậy. Don't you dare. So what? You're not my mom. Remember? Không biết chuyện gì xảy ra ngoài kia đây. Vâng. Cái gì vậy? Rồi cô ấy đã cứu được chúng ta rồi. My hero, my woman. There's no time. Superwoman.
Take this. What? Wait. What are you doing? What are you doing? Now go kill that little bitch. No. Mia! No! Gần như là chúng ta đang tiến đến đoạn cuối đoạn đường này rồi. Và có lẽ Evelyn chính là boss cuối. Okay, you little bitch. What the... Chúng ta phải tìm và giết Evelyn. Tường nó thấy đục. Wow. Chúng ta nhìn thấy đất liền. Bức tường này đang ở giữa biển cơ. Rồi chúng ta ra khỏi con tàu đấy cơ. Ngoài này thì rất là nhiều con bọ to, không biết là chúng nó mà cử động. À đây là cá chết các bạn, mình cứ tưởng là mấy con giòi khổng lồ nữa. Chúng ta thấy một căn nhà hoang. Không biết là có cái gì nó chuẩn bị vô không nữa. Chả biết nó là nhật ký của cái gì. Sốt duvet đây chắc là một địa danh gì đấy. Một bức ảnh về chiếc trực thăng. Are they watching Earth from Earth helicopter? Chiếc trực thăng. Radio. Chúng ta có một cái radio ở đây. Đây cũng là một cái safe house các bạn ạ. Mình nghĩ là sẽ safe mà. Chúng ta sẽ có một cái khẩu súng ở đây. Vẫn là rất là đầy đủ đồ. Shotgun. Vậy là chúng ta đang... Mình nghĩ vậy là đủ rồi. Không biết sẽ phải đánh nhau, bắn nhau với cả boss nào đây. Đấy, mình sẽ lấy nốt hồi lục này ra. Vậy là chúng ta đã full hòm đồ. Không biết là lấy dao có ý nghĩa gì khi mà rất là nhiều súng ở đây. Đây chúng ta lại được thấy mấy cái lồng chim. Ở phần đầu chúng ta không hề chúng ta chỉ lấy mỗi cái khẩu Magnum. Có lẽ giờ mình sẽ lấy thêm một món đồ nữa. Chúng ta sẽ lấy cái này. Reloading speed incorrect. Mình nghĩ là chắc nó sẽ có tác dụng gì đấy.
Đây là chúng ta có cái này. Đây chúng ta đang có một cái bản đồ, chắc là chạy đến nơi an toàn gì đấy. Đây là món đồ chúng ta sẽ sử dụng. Không biết là có tác dụng gì nhiều không. Do rerun in crack in creep chắc sẽ là rất là hay đây. Còn Magnum mình còn có 4 viên đạn, rất là ít.